Sơn á, nó ở ngay chỗ đường vô cái cầu á, nhà người Nga mua kế bên Đức Lộc, mày không nhớ hả? Bà ba em đó hả? À, vậy mà mày nói nhớ nhớ rồi. Ừ, tại bà là bà ba em hay biết thì bà em bà tên ba em, ông tên Tấn Vinh là ông bị gắn gắn chết á. Rồi ông nghèo, ông cái bà nghèo vô được bệnh đất đó.